Nhân xin chào cô chú anh chị mình nhé. Hôm nay Nhân sẽ giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình một căn nhà với cái diện tích là ngang 4 và 18, và nhà mình là nhà hướng Tây nha chú anh chị. Nhà này có thể nói là một trong những cái căn mà với cái thiết kế đẹp nhất nhì Phú Sinh của mình. Thứ nhất và thứ hai về cái độ rộng của nó. Thì hôm nay là cô chú anh chị mình có hỏi Nhân là sao thấy trong đây ít có nhà nội xe hơi. Thì hôm nay có một căn này đó, có sân xe hơi cho chú chị mình luôn. Cái đường trước nhà của chú chị mình thấy là 6m lòng đường, vỉa hè hai bên mỗi một bên là 2m, nữa là 10m nha. Nhà của mình được cái là mình gần cái chân ngã tư của chú chị đó, mình gần kế bên ngã tư luôn, nên là căn nhà của mình nhìn nó rất là thoáng và sáng sủa nữa. Cái khu này thì dân cư đã ở rất là nhiều rồi của chú chị. Bây giờ Nhân sẽ dẫn cho chú chị mình vào trong luôn nha. Mình sẽ có một cái vỉa hè là 2m nè, và mình sẽ có một cái khoảng sân đó. Cái sân này là xe hơi 4 chỗ 7 chỗ, thoải mái vô tư luôn. Nhà này làm rất là kỹ đó, kỹ kể cả là những cái một cái vòm, cái trang trí ở trước nhà thôi là cũng làm rất là đẹp ha. Thì ảnh là ảnh hỗ trợ cho vay ngân hàng nè, cho nên là mình mua căn này muốn vay ngân hàng này kia là ok ngon lành luôn nha, và làm giấy tờ hết cho mình luôn. Thì hôm nay là Nhân quay cái này á, là Nhân nhờ anh chủ của căn nhà này luôn đứng quay cho Nhân. Tại vì Nhân gài cho có thế là ví dụ như giờ Nhân nhờ anh quay để sau này mà ví dụ như khách hàng người ta vô này kia đó, tại anh đang ở đây luôn, nó gài vô để mà sau này anh không có kêu bằng luồng cò Nhân á, gài thế hết rồi. Và hai anh em là chơi chung với nhau là cũng 4 năm rồi đó, chơi ngày xưa là hai thằng mà kêu mà cái quần xà lỏ không có mặt, mà bữa nay vậy đó, có căn nhà đỉnh nhất nhì Phú Sinh, ghê gớm không? Ở trên là anh làm cái máy vòm hết cho mình nè, máy vòm để mà che cái phần sân trước. Thứ nhất là có một máy vòm ở trên, rồi thêm một cái dàn khung sắt rất là kiên cố ở dưới nữa, và hai bên là cũng được ốp gỗ hết cho mình luôn nè. Căn nhà mà với cái diện tích mà 4 x 18 thì không có dùng từ gì nữa quý chị, nó quá rộng chứ không phải là rộng nữa. Đó, cái khoảng sân xe hơi. Rồi xong bước vào là một cái khoảng không gian của cái phòng khách. Đó, nhưng chúng chị thấy để một cái bộ sofa này, to đùng ở đây, thêm một cái tivi nữa, nhìn rất rộng rãi. Và cái khoảng phòng khách này á, là hầu như 100% là ốp. Cái này là gì anh? Nhựa ha? Nhựa hay là gỗ? Nhựa da gỗ phải không? Nhựa da gỗ là ốp hết nguyên một cái phần bên hông, kể cả ở trên trần rồi. Ê, cái đèn chưa lắp nha. Đèn quá, nãy mình thấy tối nè, đèn trồng phải lắp cho người ta nè. Đó, rồi giật bật này kia, nói chung là làm rất là kỹ. Cầu thang khá là đẹp nha. Cầu thang bên đây làm này là sắt mỹ nghệ đúng không? Nhôm luôn hả? Nhôm đúc luôn hả? Ghê à. Cái này là sơn màu vàng đồng, tay vịn bằng gỗ. Đó, cầu thang đi lên. Và bước vào cái khoảng phòng khách thì đầu tiên sẽ có nguyên một cái kệ tủ rượu. Đó, trưng đồ đạc rồi quá trời luôn. Tại vì mới dọn về ở đó cho nên là chưa có để hết được. Còn cái này mình để đã không biết bao nhiêu đồ luôn chú chị. Rồi dưới đây có ngăn quá trời quá đất này, rộng. Đó, cái phần cái tủ rượu á, thì theo Nhân thấy là Nhân cũng quay rất nhiều căn, và những căn kia cũng có, nhưng mà cái phần mà nó dài ra như này chú chị, là Nhân thấy bên kia người ta nó hơi ngắn chút xíu. Còn này anh làm hơn 20 phân, nó rộng rãi để mình để đồ cho nó dễ. Đây là khoảng không gian của phòng bếp, quá trời cái tủ lạnh này. Rồi khi mà cô chú anh chị mình mua cái nhà này á, thì cái tủ lạnh này là anh sẽ tặng cho Nhân đó, hợp lý không? Đây là gian bếp nè, làm gì chị? Quá trời quá đất, quá trời ngăn. Đây là xài bếp âm luôn ha, đá hoa cương, đá hoa cương dày nha. Rồi phía sau này sẽ có một cái khoảng không gian giếng trời cũng rất là rộng, quá rộng, toilet rộng luôn. Wow, trời đồ xịn không ha. Mà hai thằng bạn với nhau mà khác hẳn, thằng quá giàu, thằng thì đi làm cò. Đó, ở đây là ốp gạch từ dưới lên tới trên, ở trên là cũng ốp nhựa da gỗ cho mình luôn. Giờ sen đảo hả, thử coi.
mở sao trời. Gì ghê vậy? Uống của mày ơi. Ủa sao nó sống không cái nào? À. Quá trời quá đất, chơi như chi có độ chứ mà nó xịn mấy này nó gì nó gì. À là trang trí thôi chứ không. Thì nó không được có giá đâu luôn á. Bật. À. Cái đó nó được có giá. Bật ra. Quay cái cày em cuối công á. Không, cái đó nó có nhỏ. À. Đó. Đó nó. Còn tập lum đây. Đó. Tắt thì sao? Em cứ bật một cái nó một tí đâu đó. À. Ở vì hiện đại quá cũng khổ. Rồi được rồi. Đây. À. Rồi. Đây. Thấy chưa? Bồn cầu nữ hiệu này về của anh hả? Anh biệt rồi luôn. Được. À cái này là cho nít tắm không? À đó. Ở trên người lớn. Cho trẻ con cho thầm luôn. Ừ. Đây luôn. Ủa. Cái này không là biết nhiêu tiền trời. Rồi. Rồi đi ăn trước. Thật thì cái cây hai thể bản nhà đó nên tôi lại tôi lại nó nhiêu tiền? 20 22 rồi 32 gì lẩu ăn hết 10 triệu đấy chị. Ở trên lầu 1 mình sẽ có hai phòng ngủ, còn ngủ trước đi. Ồ làm tôi rất chiên hết ha, ngon lành ha. Đó. Xây cái nhà nhiều quá trời, bây giờ không có tiền mua giường ngủ để dưới luôn vậy đó. À, dương, chưa phải không? Dương đang có 6 ngày luôn. À. Chứ tiền là không thiếu phải không? Rồi ngon lành. Mình đâu có màn hai lớp. Ô gèm hai lớp, màn gèm đúng rồi. Rồi trên đây là cũng làm luôn cho mình cái phần trần nhà, cái này cũng chưa có đèn luôn nha. Không, đem mấy cái chỗ này mình đặt hết chưa? Đặt rồi. À đặt rồi hết rồi không? Chưa có đúng kiểu mình chưa mà. À rồi. Như hàng trước nè. Đó, đúng rồi. Rồi. Đây có khoảng hơn ban công phía trước nè chú chị. À, nhôm đúc hết luôn hả? Ủa, nguyên khối luôn hả? Gì? Nguyên khối luôn. Cái này là... Ủa cái này nó sơn hay là cái màu nó sẵn vậy? Vàng đồng nè. Cái này nè. Này sơn á. Sơn mà sao đẹp vậy ta? Rồi, phía sau. À phía trước là mình mỗi một cái phòng ngủ vậy là mình có toilet riêng hết nha các chú chị. Ôi trời quá đất. Rồi toilet giống dưới luôn ha. Giống đây cũng ở ốp gạch cũng môi rồi xe. Cái môi kiểu rồi xe này khoảng nhiêu tiền ta? Rồi xe này khoảng nhiêu tiền? Nhiều đâu. Hơn 3 triệu chẳng. Ủa đẹp vậy. Rồi cửa này là cửa làm bằng gì đây? Cửa nó cửa nhựa nha. Cửa nhựa. Chỉ có tủ rêu với tủ bếp với cầu thang là gỗ gõ thôi. Ừ. À lại có toilet riêng đúng không? Đây là khoảng giếng trời luôn chú chị. Mở ra cái là nó sáng hết nguyên căn phòng của mình nè. Rồi lấy gió luôn này kia. Toilet rộng rãi cũng y dưới luôn ha. Rồi, anh quay giùm em cái này. Mốt dụng là khách hàng người ta vô người ta coi nhà được ấy là mua là phải ấy nhân nên thôi. Chủ nhà tên Khôi nha chú anh chị. Đó, gài hàng trước để mai mốt rồi. Vô luồng cò anh em mất lòng với nhau. Sống chung với nhau mấy năm trời. Lên lầu 2. Bạn ra cái tiền tiền không tiền mấy chục triệu đúng không? Nhiều khi khách người ta không biết người ta vô không biết người gặp anh cái người ta mua luôn. Thôi nghe. Thôi cho nghe nha. Quá trời sao? Đúng, cái đó nó mới phải hỏi xem thử bên nào chứ. Sao biết phải không? Ừ. Tại đâu để bán nhà đâu. Mời một mấy em quay nhà này chứ đâu. Rồi, hợp lý, đúng, chấp nhận. À, cái phần mình sẽ có một cái tấm kính ở trên. Cái phần tấm kính này để mình che đừng có cho nước nó văng vào trong. Nhưng mà trên cái phần này á là rất hợp lý rồi. Chừa nguyên một cái khoảng trống này nó cũng khoảng nửa mét. Là cái phần này lấy gió cho nó thông thoáng căn nhà của mình. Thì cái công dụng, công năng của cái giếng trời á, khi mà cô chú chị mình cái phần này mình để nguyên vậy rồi. Nhưng mà khi mình mở tất cả những cánh cửa ở dưới đó thì nó sẽ có một cái luồng gió nó lưu thông, nó làm mát cho cả căn nhà của mình. Và thứ hai
là nó không có làm cho căn nhà mình bị ẩm, nó rất là hay. Cái khoảng trống phía sau này là hiện tại là anh đang làm một cái máy giặt ở đây, cũng như là đồ đạc là mình sẽ phơi ở đây hết. Ủa sao này anh có làm cái nào hay bỏ lên trống gì luôn? Bỏ trống gì luôn không? Mặc dù là mà khách hàng tao muốn về, tao muốn làm thêm ha. Ừ. Đây là quá kiên cố rồi, ở đằng sau là rào lại hết cho mình, tất cả là bằng sắt, khung sắt hết rồi. Đó, con làm hết rồi. Mốt làm thêm cái cầu thang lên đúng không? Có làm cầu thang lên không? Cái này dùng bằng tháng thôi, chứ làm cầu thang bỏ nhìn nó thô lắm. À. 20 tháng lên nhìn nó thô lắm. Rồi, làm... lúc nào lên nó cần tháng, còn nếu không mình treo cái bên nó lên luôn. Ừ. Chứ làm nhìn thô lắm. Là bồn nước này kia trên hết. Bồn nước hết đúng không? Máy lạnh cho nó ở trên hết. À, máy lạnh ở trên luôn. Rồi đây sẽ có một cái phòng phòng vệ sinh của mình ở đây. Được, là phòng thơ kiêm phòng ngủ. Ừ, để ông giữ cho. Tao được cả. Đó, ở đây là anh cũng chừa sẵn cho mình lắp quạt, treo tường cũng được nè. Rồi ống đồng này kia sẵn cho mình hết, ok hết. Thì như anh nói là cái phòng này là cái thứ nhất là cái công năng là để làm cái phòng thờ. Còn ví dụ như nhà mình á, mình đông người phải không? Đông người là mình làm luôn một phòng ngủ vẫn hợp lý, tại vì trên đây nó có riêng một cái nhà vệ sinh nữa. Ừ. Và cái này thì lúc mà lắp phòng thờ vào cái bệnh nhân là cái chỗ em đỏ lên. Ừ. Là một cái bệnh nhân lên đỏ lên thôi. Tại vì rất là hợp lý là khi mà anh làm trống luôn cái phòng này, nó thứ nhất nó rộng nè. Và ví dụ như mà nhà người ta ít người ta sử dụng hai phòng ngủ dưới, thì còn cái phòng ở trên này làm phòng thờ á thì rất là hay, là không có làm cái nhà vệ sinh trong đây. Tại nếu như mà làm nhà vệ sinh trong đây thì làm phòng thờ thì nó sẽ không được, đúng không? Thì nó rất hợp lý. Nên nó chuyển qua phòng. Ừ, hợp lý luôn. Rồi phía trước mình sẽ có một cái ban công. Đây em quay phía trước nè. Đây là cái view trước nhà của mình nè chú chị. Ở xích qua đây chút xíu, tức là nó khoảng chừng mấy chục mét thôi, chưa tới 100 mét là cái đường KT11 cũng như là đường kênh sông Trăng á. Đó, cái đường đó thì cô chú anh chị mình di chuyển nó thông suốt dự án mà luôn, nên là đi đứng này kia nó rất là dễ dàng. Và nếu như mình rẽ bên tay trái á, là mình chạy lại công viên 7 cây thế giới, từ đây ra công viên 7 cây thế giới khoảng chừng 300 mét thôi. Còn nếu mình rẽ bên cái hướng tay phải á, là sẽ đi ra ngoài cái cầu Khang Thủy và mình đi qua, đi ra ngoài cổng chính. Nên đây là view trực tiếp trước nhà mình. Cái khu này thì được cái là toàn nhà lầu đẹp đẹp luôn. Đó, trong đây là cô chú chị thấy là ở hầu như dân ở đông kín hết, và cái mức độ mà xây dựng của ta rất là kinh khủng. Nói như đây là xe hơi của ảnh ha, là đậu vào trong là ngon lạnh luôn, 7 chỗ luôn vẫn được. Vậy rồi nãy giờ là Nhân dẫn cho cô chú chị mình xem xong hết căn nhà, thì bây giờ cái điều mà quan trọng nhất mà hầu như khách hàng cô chú chị nào cũng quan tâm là cái phần giá. Thì bây giờ ví dụ như cái căn nhà này bây giờ là mình sẽ bán cái tổng giá là bao nhiêu anh? 2.9. 2.9. Cái căn bên kia là căn của chị Phượng, 4.14, đúng 2 lầu, cũng kêu 2.9. Ở đây cũng 2.9. Rồi giá là khá hợp lý. Thì bây giờ em hổng là anh cũng chia sẻ với em cái phần sổ á. Phần sổ là bây giờ hiện tại mình đang vay ngân hàng á. Hiện tại đang vay ngân hàng 500. 500. Tại vì là anh kênh còn 500. Nhưng chú chị em thấy là mình sẽ an tâm ở một cái chỗ là anh Khôi là anh chuyên làm mình sổ sách giấy tờ. Giống như nãy là khi mà quay ở đầu cái căn nhà của mình đó là có cái bảng của anh á. Thì về phần sổ sách là mình cứ an tâm về phần đó. Thì bây giờ anh Khôi cũng chia sẻ với em là bây giờ khi mà chẳng hạn như là khách mua thì nó sẽ có hai hướng. Cái hướng thứ nhất là chắc chắn là mình sẽ bao hoàn công cho khách hàng, đúng không? Thì ví dụ giờ nó có hai hướng. Hướng thứ nhất là khi mà mình nếu mà hoàn công khoảng nhiêu lâu? 2 tháng. Khoảng 2 tháng 40 ngày nhưng mà mình tính 2 tháng cho nó chắc chắn. Ừ. Thì bây giờ cái hướng thứ nhất đó là có thể là khách hàng người ta sẽ đặt cọc trước mình vài trăm. Mình sẽ lấy cái sổ trong ngân hàng ra rồi mình đi hoàn công cho khách hàng. Còn cái hướng thứ hai là khách hàng sẽ khi mà người ta mua đó, người ta sẽ chồng tiền đủ luôn và người ta phải xây về ở. Còn cái phần hoàn công thì bên anh em mình nhận làm. Nhưng mà ngoài cái phần đứng ra đó thì Nhân là cái người môi giới, cho nên là Nhân sẽ đứng ra, Nhân chịu trách nhiệm về cái phần đó. Thì chẳng hạn như về cái phần đặt cọc á,
thì trong hợp đồng cọc mình sẽ có những cái điều khoản là ràng buộc với nhau, đúng không? Thì ví dụ như là phải là chắc chắn cam kết là sẽ làm được cái hoàn công cho tôi. Rồi. Ừ. Còn ví dụ nếu mà không làm được thì sao? Thì mình cứ làm theo hợp đồng này. Một thì mình trả mặt cái số tiền của người ta giữ lại đó chẳng hạn. Hoặc là mình trả là nếu như người ta không có có cái suy nghĩ là sờ về bên pháp lý bên giấy tờ thì người ta có thể yêu cầu mình trả tiền lại hay làm cho tất cả mọi cái. Mình là bản thật, đô thật, tiệp thật, mình đâu sờ gì đâu. Thì nói chung là nhân nói như vậy để cho mà cô chú chị an tâm thôi. Chứ thực chất đó là cái nhà này là sẽ làm hoạt công được bình thường, không có gì hết. Cái đó là bao cho cô chú chị mình luôn đó. Nhưng mà ở đây là nhân muốn anh Khôi anh nói ra một cái để mà cho cô chú chị mình an tâm hơn. Và còn khi mà cái phần mà mua bán và cái hợp đồng nó ràng buộc và nó như thế nào á, chi tiết, thì khi mà cô chú chị mình xuống xem nhà, mình ưng cái nhà đó, thì lúc đó thì hai bên sẽ ngồi nói chuyện với nhau về phần đó. Thấy ok không? Rồi ok mà. Tại vì mình bán cái nhà thì thứ nhất là về cái sổ mình thì đất nó chú tờ chú thửa này kia thì nó đúng hết, hợp lý hết rồi. Và mình xây cái nhà, thậm chí cái nhà này nó mắc hơn đất nữa. Đó, trên đâu làm bậy được đúng không? Rồi. Thì có nghĩa là mình cứ theo yêu cầu của khách thôi. Nếu mà khách nói là tôi chỉ cần nhu cầu để ở rồi sau đó tôi làm hoàn công, tôi làm người nào đó thì quyền của tôi, thì mình cũng yêu chiều khách. Mình sẽ hoàn tiền lại cho người ta. Rồi, người ta từ đi hoàn công, người ta mình sẽ chưa cái phần phí đó ra. Sẽ có một bên nào đó đứng ra hoặc là Khôi đứng ra nhận nhau. Còn nếu như không á, thì người ta nói là không bắt buộc phải làm hoàn công cho tôi trước rồi tôi mình ra. Thì sẽ đặt cọc trước, đặt cọc một số ít để Khôi lấy cái sổ đó ra. Vì thật sự là anh em mình cũng là dân kinh doanh cả. Thì tất cả mọi cái đều bỏ dùng đòn bẩy ngân hàng chứ không thể nào mà dùng tiền mặt của mình hết. Thật sự vậy. Okay. Rồi, cảm ơn anh Khôi rất nhiều. Cái lần này anh đứng tên hay chị đứng? Anh đứng tên. Anh đứng tên luôn. Anh đứng mình hay đứng chị? Đứng một mình. À, mình. Rồi thì đó nãy giờ Nhân cũng trao đổi cho chú anh chị mình nắm rõ hơn về cái phần giá cả cũng như là giấy tờ của cái căn nhà này. Và khi mà cô chú anh chị mình cũng biết là một cái sổ hồng của một lô đất hay một căn nhà mà khi mà mình vay ngân hàng mà ngân hàng nó chấp nhận để cho mình vay, thì mình sẽ biết chắc được một điều là cái sổ đó nó phải an toàn, nó phải ok, nó phải hợp lý hợp lệ hết thì ngân hàng mới cho vay, chứ không đơn giản mà ngân hàng cho vay. Rồi anh vay cái này hơn 3 năm nữa mà. Hơn 3 năm. Vay 500. Vay 500, đợt ở cho vay 620 triệu mà anh lại có 500 thôi. Lấy 500 đủ mua cái xe chơi. À, mua xe nó đắt hơn. Đúng là dân có tiền có khác. Mà xưa hai anh em chơi với nhau, xưa cái nhà thấy gốm đúng không chú chị? Nó sập sệ cái ghê lắm. Mà mới mấy năm chơi chung bây giờ như vậy. Rồi, thôi đó là chia sẻ với cô chú chị mình. Ví dụ chi tiết như thế nào, cũng như là về phần xem nhà này, cô chú chị mình cứ liên hệ trực tiếp với Nhân. Đừng có liên hệ với ảnh, tại nãy có số điện thoại trước rồi. Đó, tội nghiệp cho Nhân lắm. Đó, cho nên là có gì là cứ liên hệ với Nhân. Đó, Nhân ví dụ như có được chút tiền để mua sữa cho con uống. Rồi, cảm ơn cô chú chị rất nhiều nhé. Hẹn gặp lại cô chú chị ở đâu sau.